ô tô của nữ tài xế lật ngửa ở trạm thu phí. Khoảng 10 giờ ngày 16 tháng 6, nữ tài xế khoảng 35 tuổi lái ô tô con mang biển số thành phố Hồ Chí Minh trên quốc lộ 1 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Khi đến trạm thu phí đầu cầu Đồng Nai thành phố Biên Hòa, ô tô con va chạm với xe buýt số 150 mang biển số 51B 30374 chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến ô tô lật ngửa, chắn ngang một làn qua trạm thu phí. Nữ tài xế cùng hai người khác trên phương tiện may mắn không ai bị thương. Vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai ùn tắc. Cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa Đồng Nai đã đến xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.